Rất rẻ Quang Nguyễn xin kính chào toàn thể anh chị cô chú nha. Hôm nay em xin chia sẻ đến anh chị cô chú một cái mảnh đất mặt tiền nằm trên tỉnh lộ 707, thôn Văn Cường, xã Hàm Thạnh, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận. Trước mặt anh chị cô chú là ngã tư chợ Hàm Thạnh nha anh chị cô chú, rất là đông đúc. Buổi sáng là anh chị cô chú thấy không? Rất là đông nha. Rồi ủy ban xã nó nằm kế bên đây luôn, trường học cấp 2, cấp 1 cũng nằm sát bên đây luôn anh chị cô chú. Đây là trạm y tế Hàm Thạnh nha. Đó. Và bên đây là ủy ban xã Hàm Thạnh nha anh chị cô chú. Rất là gần nha. Và cái mảnh đất nó cách ngay chỗ ngã tư chợ này thì khoảng chừng một cây số thôi. Là bây giờ mình sẽ chạy theo cái tỉnh lộ 707 này đến mảnh đất nha anh chị cô chú. Hai bên đường là khu dân cư đông đúc, và mảnh đất nó nằm ở trên mặt tiền đường tỉnh lộ 707 này luôn nè, đầy tiềm năng. Hiện tại là em đang đứng trước ngay cái mảnh đất ngang 18 dài 150m ở tên tỉnh lộ, mặt tiền tỉnh lộ 707, thôn Văn Cường, xã Hàm Thạnh, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận nha anh chị cô chú. Thì con đường này nè anh chị cô chú, đi xuống ngay chỗ chợ, ủy ban xã, trường học, trung tâm y tế này nọ đó là nó khoảng hơn cây số tí xíu nha. Đó, và đi xuống Phan Thiết là khoảng 16 cây. Và cái hướng đi ngược lại là sẽ về Bảo Lộc, Lâm Đồng nha anh chị cô chú. Còn đối diện đó là cái mảnh đất mặt tiền đường tỉnh lộ 18m đây, có 300m thổ cư nha anh chị cô chú. Và đất này chủ thu về là 160 triệu một mét ngang nha. Bây giờ em mời anh chị cô chú đi tìm hiểu cặn kẽ về cái mảnh đất này đây. Thì cái mảnh đất này đó là nó có giá trị kinh tế rất là cao nha anh chị cô chú. Đầu tư để sinh lời hoặc là đầu tư để xây dựng nhà xưởng rất là tốt. Hai bên đất là có ranh hết nha. Đây, cái phía bên tay trái là nhà của người ta, và phía bên phải cũng có nhà hết, và ranh rách được cắm những cái trụ rất là rõ ràng. Đây anh chị cô chú thấy không? Và đất này rất là cao ráo ngang mặt tiền đường nha. Mặt đường sau là đất nó cũng ngang như vậy. Như vậy anh chị cô chú sẽ không có tốn tiền để đổ đất nền cho nó bằng, mà đất nó đã cao ráo bằng phẳng, rất đẹp. Cái chiều dài của cái mảnh đất này con nữa, lấy xe phân khối lớn chạy nó mới kịp anh chị cô chú, chứ đi bộ nó thở không ra hơi luôn. Đây, rất đẹp luôn anh chị cô chú thấy không? Ranh rách là người ta đã làm những cái cột trụ nè, đó là không có sợ lo lắng gì nữa nha. Ngang 18m, dài 150m, nằm trên mặt tiền đường tỉnh lộ 707 luôn. Và đường tỉnh lộ này đi Đà Lạt, Lâm Đồng, rồi đi về Phan Thiết. Đó, chạy thăm thẳm chiều trôi anh chị cô chú. Đất rất đẹp. Em đang đi một phía bên ranh trước này nha. Đó, những cái ranh này là được cắm những cái trụ xi măng cố định rất là chắc chắn. Thì cái đất này chủ thu về là 160 triệu một mét ngang anh chị cô chú. Thì anh chị cô chú nếu đã xem cái kênh Đất Rẻ Hòa Nguyễn thật là nhiều rồi thì biết chắc chắn một điều rằng là chủ báo sao em rao đúng vậy. Thứ nhất là để dễ bán, thứ hai nữa là nếu anh chị cô chú đầu tư xin lời thì sau này em còn có thể bán lại được, nó cũng dễ. Chứ em không có nâng giá đây nha. Nâng giá thì nó sẽ mất cái uy tín cái kênh của em. Ở vì vậy anh chị cô chú cứ yên tâm. Thì ngay cái ngã tư hồi nãy anh chị cô chú, ngay ngã tư chợ đó, đất ở đó là
220 triệu một mét. Nó xuống tí xíu nữa là 200 triệu một mét qua chỗ này. Thì nó cách khoảng hơn một cây số thì người chủ bán là 160 triệu một mét nha. Đất này có 300 mét thổ cư luôn. Anh chị cô chú thấy không? Nãy giờ đi rất là vuông vức, rất đẹp. Đất sào mà nó vuông giống như mà mình lấy thước mình vẽ, mình kẻ ra vậy. Rất là đẹp. Nó dễ đầu tư mà cũng dễ bán nữa. Đó, phía sau ngay cái vườn thanh long đó anh chị cô chú, đó là cái ranh nha. Ranh rắp đâu đó nó rõ ràng hết rồi. Đây. Anh chị cô chú thấy không? Quả thanh long ở đây người ta đang canh tác, người ta chăm sóc rất là kỹ nè. Đó, thanh long của vườn của người khác đó, đây nè. Phía sau này là cái trụ, là cái trụ ranh luôn nha. Còn thanh long của người ta nè, anh chị cô chú thấy không? Chăm sóc cực kỳ đẹp nha. Đây, em đi qua cái ranh thứ hai. Cái chiều dài của cái mảnh đất này mà em đi nãy giờ thở oxy luôn. Mà rất may là em sức khỏe em cũng tốt đó. Do nhậu thường xuyên nên sức khỏe tốt, chứ mà không nhậu là sức khỏe em kém rồi, đi không nổi đâu. Phải lấy xe mà chạy. Đây là cái trụ, cái ranh phía sau nha anh chị cô chú. Đó, rất là đẹp. Ranh rắp đâu đó rõ ràng hết. Đây. Anh chị chú thấy không? Đi nó cũng cực lắm chị cô chú ơi. Nhiều khi ban vô gai gốc này nọ, kiếm được chút xíu quê hồng cũng không phải là đơn thuần. Nghề nào cũng vậy, rất là cực khổ, rất là mệt mỏi, nhưng mà cảm thấy cái tâm mình nó thoải mái là mình làm việc nó sẽ tích cực thôi. Mà là cái tâm mình nó không thoải mái thì làm việc nó rất là mệt mỏi, khó nhọc. Đó, anh chị cô chú thấy đất rất cao, rất đẹp. Và cái ranh anh chị cô chú thấy không, phía bên kia là cái vườn thanh long của người khác đó, người ta chăm sóc rất là đẹp luôn nha. Ranh là người ta đóng trụ bằng xi măng hết, rất cố định luôn, rất chắc chắn. Thì đây là cái mảnh đất thứ ba. Sau những tháng ngày lặn lội lặn hợp từ trong hẻm ra ngoài đường, thì đây là cái mảnh đất thứ ba nằm ở trên mặt tiền đường nhựa, mặt tiền đường lớn, để em chia sẻ đến với anh chị cô chú. Thì sản phẩm nào cũng vậy, có đồ ngon, đồ không ngon, có đồ chất lượng, đồ không chất lượng, thì nó thật ra là tiền nào của đó. Và cái tiêu chí ngon bổ rẻ là ngon có, bổ có, còn rẻ thì không có nha. Cái đó là nói nhiều người nói cho qua Mỹ thôi, chứ chắc chắn là không có cái đó. Mà nó phải tương xứng với cái sự ngon hoặc cái sự bổ đó. Mảnh đất này cực đẹp thì cái giá nó cũng phải tương xứng với cái mảnh đất này. Anh chị cô chú thấy hơn là em sức khỏe nhờ ăn nhậu nhiều nên nó cũng tốt đó. Nên băng rừng lội ruộng nó cũng cảm thấy rất là vô tư. Thì hy vọng cái mảnh đất ngang 18 dài 150m ở mặt tiền đường tỉnh lộ 707 có 300m thổ cư này nè, sau khi đất rẻ Hòa Nguyễn đăng lên, anh chị cô chú sẽ xuống chốt ngay, chốt gấp. Tại vì đất ở đây là cái mảnh này cực kỳ đẹp, giá cũng vừa đúng chuẩn con quy phẩm tiêu chí của anh chị cô chú luôn. Đầu tư xin lời hoặc đầu tư để xây nhà xưởng, đầu tư để kinh doanh rất là tốt. Nói chứ nãy giờ em đi em cũng thở phì phì rồi anh chị cô chú ơi. Anh em làm chung thì cũng chia ra thì để làm. Cái duyên của anh em nào từ đến trước thì sẽ bán trước. Thật sự chứ anh em làm chung như vậy rồi bán ra thì cũng không có được bao nhiêu tiền. Nhưng cái công việc mình thì cảm thấy đam mê, mình thấy yêu mến nó thì mình tập trung nó, thì chắc chắn một ngày nào đó sẽ thành công thôi.
không phải riêng về đất đai và những cái ngành nghề khác cũng vậy. Nếu làm mà không có sự đam mê thì chắc chắn sẽ không thành công đâu nha. Đây anh chị cô chú thấy không? Ranh rắp đâu đó rõ ràng hết rồi. Đất cao ráo, tuyệt đẹp. Em đi hồi nãy giờ em thở phì mà. Nó chưa hết cái mảnh đất này nữa. Ranh rắp là hai bên đã được xác định bằng những trụ bê tông. Và hai bên là những ngôi nhà rất là kiên cố, chắc chắn. Khu dân cư đông đúc nha, nằm ở mặt tiền đường. Thì không bao giờ mà sợ ế nha anh chị cô chú. Cái gì cũng vậy, nằm ở mặt tiền thì không bao giờ lo lắng hết. Đất cực kỳ đẹp. Đó. Mình mấy em không tắm mà nãy giờ em lội vô do em đi sáng sớm để có những cái cảnh đẹp nhất đến gửi đến anh chị cô chú. Thì cái sương nó còn động lên trên những cái ngọn cây, cho nên nó bám vào người, vào quần áo nó cũng hơi ướt. Như vậy đỡ nó tốn tiền nước nữa. Đó, phía bên đó là cũng là một căn nhà và ranh rắp được rõ ràng hết nha. Rất là đẹp. Rồi, hên quá anh chị cô chú ơi, em cũng bò ra được tới ngoài mặt tiền rồi. Đây. Hên quá. Này mốt phải sắm xe phân khối lớn phóng rồi chứ đi chịu hết nổi rồi. Đây. Xung quanh là nhà cửa anh chị cô chú thấy không? Đây là cái hướng này là hướng đi về Bảo Lộc Lâm Đồng nè. Đất này là quay về hướng Tây luôn nha anh chị cô chú. Tây, Tây Nam á. Cực đẹp. Rồi một lần nữa, đất rẻ Hòa Nguyễn xin thông tin lại đến với anh chị cô chú. Mảnh đất 18m, mặt tiền đường tỉnh lộ 707, sâu 150m. Có 300m thổ cư, thôn Văn Cường, xã Hàm Thạnh, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận, gần chợ, gần trường, gần trung tâm y tế, gần ủy ban. Chủ thu về là 160 triệu một mét ngang. Và sau khi em đăng tải cái mảnh đất này lên, hy vọng anh chị cô chú sẽ bén duyên, sẽ xuống ta đầu tư vào mảnh đất này. Và cũng xin anh chị cô chú chia sẻ, đăng ký kênh để giúp kênh Đất Rẻ Hòa Nguyễn ngày càng phát triển. Và để em chia san sẻ những mảnh đất đẹp, tốt đến với anh chị cô chú kịp thời. Em xin chân thành và xin cảm ơn anh chị cô chú rất nhiều.